Những ngày vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cán bộ cảnh sát giao thông đã dùng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ đến bệnh viện, được hàng ngàn lượt bình luận khen ngợi từ người dân. Vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ 57 đoạn qua huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Tìm hiểu rõ hơn, được biết Trung úy Nguyễn Trung Lập, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an huyện Mỏ Cày Nam là người dẫn đường trong clip. Trao đổi với phóng viên, Trung úy Lập cho biết, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, sau khi cùng hai đồng chí khác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trên đường về thì đơn vị phát hiện một xe ô tô có tín hiệu xin đường di chuyển theo hướng từ huyện Thạnh Phú đi thành phố Bến Tre. Khi giảm tốc độ tiếp cận xe ô tô thì tôi thấy trong xe có một sản phụ và y tá. Nữ y tá có ra dấu hiệu sản phụ đang gặp nguy kịch. Lúc này hai đồng chí cùng tổ công tác đã di chuyển trước. Đoạn đường đi qua thị trấn Mỏ Cày Nam thì rất đông phương tiện nên tôi quyết định mở còi báo hiệu, mở đường cho xe ô tô di chuyển theo. Trung úy Lập chia sẻ, khi đi qua đoạn đường đông phương tiện khoảng 3 km, thấy xe ô tô có thể tự chủ động di chuyển nên anh trở về đơn vị. Đến khi các đồng nghiệp mở clip cho xem thì mình mới biết sự việc được lan truyền trên mạng xã hội. Tôi nghĩ đây là việc làm bình thường, an toàn tính mạng của người dân là trên hết và là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, Trung úy Lập nói. Được biết sản phụ nói trên là một ca sinh khó, trung tâm y tế huyện Thạnh Phú chuyển lên bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre. Nhờ được chuyển đến bệnh viện kịp thời nên sản phụ đã vượt cạn thành công. Trung úy Lập được phân công về nhận nhiệm vụ tại đội cảnh sát giao thông huyện Mỏ Cày Nam hơn một năm nay. Trước đó anh công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre. Thượng tá Võ Thị Cúc, phó trưởng công an huyện Mỏ Cày Nam chia sẻ, Ban chỉ huy công an huyện đã đánh giá cao cách xử lý tình huống có trách nhiệm và đầy tính nhân văn của đồng chí Lập và sẽ xem xét biểu dương gương người tốt việc tốt để từ đó lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị.